Trời ơi. Mưa ầm ầm tới luôn á nha. Ôi ôi gió. Ôi gió trời ơi, trời ơi. Quá thế rồi. Về ghét ghét vậy. Anh em có nhu cầu mua các loại lợp ếch là cá cải tiến vành cây, vành kẽm, vành nhựa, các loại bẫy cua, lợp cá chạch và lợp tép, các loại bẫy gắn, các loại bẫy chuột, chúm lương và các loại dụng cụ săn bắt khác thì liên hệ số điện thoại cũng như Zalo 0372114950 để đặt hàng nha. Rồi, xin chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha cả nhà. Trời đang mưa luôn cả nhà. Nay trời mưa lắc gắt kìa, đặt cái bát lý tưởng luôn à. Mà đi xa không được cả nhà. Mới làm công việc xong. Hôm nay cũng kiếm mồi không có luôn cả nhà ơi. Dặn được ông chú ở xóm mình đó. Xóm dưới á. Không có đặt chớn đâu á, mình lấy lại được dặn ông được đâu được nửa ký cá nè, nửa ký cá mồi nè. Nửa ký cá mồi đặt không biết được nhiêu cái nha, mình đây lấy đây 8 cái đi không biết đặt được nhiêu cái. Cứ lấy theo 8 cái đi rồi đặt được nhiêu tính nhiêu nha cả nhà. Đó, thì lập ếch mà, có cái lập hai đầu nữa nè. Anh em nào muốn mua lập ếch thì cứ liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình 0372114950 nha. Có lập hai đầu, một đầu đầy đủ cho anh em luôn nha. Đầy đủ các dụng cụ lập ếch, lập cá lóc, cá tiến gì đó. Anh em liên hệ ủng hộ thiệt nha. Trời mưa lớn luôn á nhà ơi. Trời. Quá lớn rồi. À, thì mồi này anh em nhiều anh em hỏi bài thuốc mày có đặt thuốc nữa nha. Tỏi nè, dầu cá nè, với ngũ vị hương là Hiệp đưa vô Hiệp trộn vô là lụm à. À. Chủ yếu là anh em cho lựa chỗ có ếch hay không thôi. Chứ anh em đặt cái lợp nó sao thôi chứ ngoài ra thì mồi thuốc hay không thuốc nó Hiệp, đối với Hiệp không có quan trọng. Mồi cứ tanh dẫn đi xa, nó đẩy đi xa với nó tanh là ok cả nhà. À, rồi, trời ơi cái lợp này nó xịt ra. À, rồi để Hiệp lại tới chỗ Hiệp đặt cái quay chỗ nhà coi nè. Rồi nãy giờ mình đặt cũng dài ra tới đây cả nhà. Như anh em hỏi đặt ngoài đồng trống gì mà ếch đâu có. Thì một số anh em người ta dùng ngoài á nha, người ta cũng không biết chứ phần một số anh em người ta trong nghề. Ủa anh ta không có trong nghề á nha, người ta không có biết ếch nó đi sao nên người ta không biết người ta nói á nha. Thì ếch mình đặt á đồng xới gì nè. Là ếch nó dưới mương nè, dưới mấy vườn mấy kinh rồi nó lên nhiều lắm nha. Hoặc là có một số ếch nó chậm ở trên ruộng sẵn. Đây nó mát mà, nước mát mà, xới xong nước mát á. Ếch lên nhiều lắm cả nhà. Tối là cả nhà chạy theo bờ kinh là ếch thấy ếch nó nhảy lên luôn á. Nên mình đặt cặp sát theo bờ vườn, sát theo bờ kinh đó nha. Là ếch nó sẽ tối lên ăn á. Là nó vô à, nó gặp mồi là nó vô à, có mùi hơi là nó vô à. Chứ không phải là ếch ở đâu mà nó xuất hiện nữa nha. Chủ yếu là nó nằm ban ngày là ếch nó xuống đây nè, xuống mương nè, hoặc xuống kinh á. Rồi và tối lại là nó lên đây. Hoặc là có một số con thì nó chầm ở trên đây. Mà thường thường ếch chầm trên đây nó không có ếch bự nhiều cơ nha. Ếch với kinh lên mới ếch bự mới nhiều. Trời mưa, lá cắt sáng tình hình sao. Cái dụng của Hiệp thế nào người ta đặt quá trời với phần Hiệp đặt mấy hết rồi. Nên bây giờ ếch bây giờ sạch luôn rồi. Có chịu à. Anh em mà kiếm mấy cái dụng nào mà có dần vườn đó. Ếch anh em đặt á, đặt chạy dữ dần chạy luôn đó nha. Trời cái này nè. Chứ chủng chỗ Hiệp thì đặt giải trí thôi anh em ơi, chứ bây giờ là anh em cài nát hết rồi. Rồi thì để Hiệp đặt còn mấy cái nó đặt sau hè nhà của Hiệp á, rồi tình hình nó sao rồi có gì ngày mai Hiệp đi thăm á, được nhiều thì mình quay nhiều ở nhà, còn nó không dính này thua luôn, chịu luôn, dính con hay con quay con hay con cho nhà xem nha. Rồi chào cả nhà luôn. Sáng trời lạnh teo bugi luôn cả nhà ơi. Biết có ngập không hợp thôi, không ngập cả nhà. Có con gì không kiếm bậy nó vài con đồ nướng mọi đồ ăn không gà cũng thèm hết lắm. Cái đầu tiên này, cái đầu tiên cả nhà ơi, con này ôi thấy đục đục mẹ nha, thấy đục đục lớn nào mấy con này. Con đậu còn ít bự nữa kìa, ba con và một con ít bự, nhưng con ít chập chồng, con ít nhỏ, con bự cũng được. Bắt được con này, con này bắt được nhưng mà thôi mình ăn bắt con bự này, con này mình thả.
đây mình đặt mấy cái nè. Có một cái đầu tiên nữa là mình đặt mình thấy có lý đó. Mấy chỗ này mình đặt thấy địa hình nó không yên, tại nó cái sâu quá. Mình be bờ đắp đồ các kiểu đồ, biết nó chạy mạnh không. Gò không có đục nước cả. Không đục nước. Ô, thì cũng chạy nữa nha. Rồi, ít đựng con một trọng trọng. Còn mấy con kia nó hơi nhỏ. Con một trọng trọng nữa nha. Cũng được. Mấy con đó nướng ăn cũng được. Đợi lần kia cá nữa nha. Cam mình còn có 16% mà. Nó tụt phần trăm nữa. Quá trời quá đất à. Biết mình kịp thăm mấy cái kia để quay cho anh em coi không đó. Mấy chỗ này mình thấy người ta múc đất nhiều quá nha. Chỗ Hiệp bây giờ nước cạn khô luôn nè nha, thấy không? Trời mưa mùa lũ lên, nước lên mà nước cạn khô. Cái này sao năm nay sao nước ít quá nha. Tiếp cái này á. Thấy nó động động mấy nhái hay gì không biết. Rồi rõ ràng mấy ngách nhỏ xíu rồi. Mấy cái xíu rồi nè. Úi trời trời trời. Camera ơi mày còn pin nghe. Cái này chạy ếch nhỏ. Cái này người ta túc ếch quá trời. Mấy bữa trước ta túc ếch bên đó đó nha. Ta bơm nước cho dịch ăn đó ta túc. Ếch giang. Gọt giang. Ếch bự vô hết rồi. Chùi cái này à. Không thấy nước đục là thấy hiu hiu rồi nha. Có hồng. Ồ có nha. Ở ếch nhỏ nữa nè. Một đống ếch nhỏ luôn nè. Nó trọng trọng không mà nói chung là ếch này bán thì được chứ ăn. Ếch này ăn là thấy nó tội nghiệp nó. Ếch này ao con này ăn được nè. Mà thôi vô cả 5-6 con vậy nè. Ếch này hả nè. Tiếp mấy quyền thoại bên đây cái nhảy. Đập sao hè nè. Ánh đèn ánh sáng gì tùm lum chân. Cứ chạy con gì sao hè được cái là có ếch bự dưới đây nè nha. Dưới mương nè. Mà giờ đâu bịch thuốc người ta dọn hết trơn. Không biết còn ếch chưa chú không. Rồi không thấy kêu gì chứ. Có hai nha. Ba con mà ếch nhỏ không. Ếch nhỏ nhỏ nói chung nè giờ này ếch còn nhỏ đó chưa lớn. Đợi lúa có đồng lên á, vụ ba này lúa có đồng lên là bự bự không ha. Hồ đặt mà tới đó người ta cũng đặt hết rồi nha, tập sạch rồi. Chỗ Nghiệp đặt ếch dữ dằn lắm. Cái chỗ này hôm qua thấy cụ bóc lắm nha. Tại nó bị người ta dắt đê đó nha. Ở dưới đây nó sâu quấy. Mình phải đặt ở ngoài này. Mà ngoài này thì nó xình lợ cỡ lợ cỡ lợ cỡ. Nó không cứng á. Này chạy nè. Hai đầu nè. Hai đầu chạy nè. Mình thấy trước mắt là 4-5 con rồi. Ồ một bậy luôn. Bậy luôn nè. Ở đây một đống nè. Đống 7-8 con. Mà hết nhỏ không à. Này có đồ đỡ. Có đồ đỡ thôi nè. Ở thằng này nè.
ếch nhỏ nhỏ không nha. Lần kia được cái đầu tiên dính ếch bự, cái thứ hai á đã trọng trọng được hai con à, kiếm ăn được á hai con rồi, ráng kiếm con hai con nữa đi. Nước mộ nha, thấy cái này hồi nước trong gieo chắc không dính này nha, này nước trong gieo chạy nha, ếch lưới lưới không à. Đây nha, ếch này thì mấy anh em đặt nghề đem ta đem đi bán được chứ ăn mà. Ăn là thua à, nó cái lớn là ăn mà ăn là thua nha, ăn không ngon. Mưa lớn luôn hả nhỉ, kiếm con hay con ếch bự nữa ăn mà, đứng mội rồi ăn mà sao thấy khó vậy ta, còn ếch nhỏ không ừ hả, hồi đó vô bày ếch nhỏ luôn cả nhà. Ôi ôi trời, bậy luôn, đóng 4-5 con ếch chặn chọn hơn nha, cái này nó ếch chặn chọn hơn. Còn cái cuối cùng cúng cùi cuối cùng hôm nay con có con nào không, nói chung là cái nào cũng chạy hết nha, mà ếch nó không được bự đâu. Hồi chưa chơi lại thấy à, ếch thấy đục đục đang ếch nó ngồi ngay trước cửa lạp rồi đó, nó nhảy ổng ổng dưới rồi đó, cho cách mini nữa đây rõ ràng, mấy anh nhảy ổng 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 là nhỏ nhỏ không à, nó không phải là không có ếch nha, mà ếch nhỏ thôi nha, nó chưa lớn, 4 cái 4-5 con, cái 4-5 con ếch chưa đủ lớn. Thôi thả luôn, trời ơi mưa ầm ầm tới luôn á nha, ôi gió, ôi gió rồi quá thế rồi, bây giờ ghiếc ghiếc trời quá trời mưa rồi. Ôi video đến đây kết thúc nha nhà, mình đặt hôm qua đặt đâu 7 cái vậy, 7 cái vậy, ủa 8 cái vậy, mà chạy được 2 ếch bự rồi, còn nhiêu là chạy ếch lứa lứa không nha, nói chung là nó mới lớn, ếch mới lớn à, nó ăn được rồi đó, nhưng mà nhỏ còn nhỏ mình không ăn à. Bán là bán được rồi đó, bán là bán rẻ thôi chứ không có được bán loại ếch nhì nữa, bán ếch lứa. Nhưng mà thôi để nó lớn ra nha, chỗ hẹp thì người ta đặt bấy hết trơn nên ếch bự hiếm lắm, còn ếch nhỏ không, đợi tầm khoảng tháng nữa đặt ngon nha. Rồi video đến đây cũng kết thúc nha, trời cũng mưa lớn rồi, chào tạm biệt cả nhà, bye bye.